Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cách xóa cái file mà khi mà chúng ta ấn vào nút delete thì nó sẽ lỗi không thể tìm thấy file và không xóa được. Ở đây là hình ảnh minh họa và mình sẽ chỉ cho các bạn. Giả sử như là cái ổ C đi, ổ C giả sử cái thư mục này đi mà nó không xóa được mà nó báo lỗi như hình ảnh như lúc nãy thì chúng ta làm thế nào? Thì đối với Win 10 thì chúng ta sẽ ấn vào Windows, và Win 7 thì chúng ta sẽ vào mục Run nhé. Còn Win 10 thì chúng ta sẽ điền CMD. Chúng ta sẽ chạy bản quyền của admin cao nhất. Còn nếu như là chúng ta dùng Win 7 thì chúng ta ấn vào Run và chúng ta điền vào CMD nhé các bạn. Ok, sau khi mà nó đã hiển thị ra được cái bảng CMD như này thì chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này và paste vào đây. Thì mình đã để cái đường dẫn này ở bên dưới phần mô tả video nhé các bạn. Đó thì các bạn sẽ copy hết cái đường dẫn này. Bởi vì mình hơi bị lười thì có đi đi đánh lại cái dòng này. Đó, sau khi paste được như này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào computer và chúng ta sẽ chọn cái thư mục mà chúng ta không xóa được. Là lúc nãy mình nói giả sử thư mục này đây đúng không? Các bạn sẽ mở lên và chúng ta sẽ copy chọn cái dòng này, copy, chúng ta sẽ paste vào đây. Sau đó thì chúng ta ấn enter và nó hỏi là yes hay no thì chúng ta chọn y để đồng ý. Chúng ta ấn enter cái. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra lại ở bên trong thư mục của nó. Thì đây lúc nãy mình vừa vào F plus hay F nhỉ, lúc nãy mình copy vào mục F đúng không? Bây giờ thì chúng ta chỉ cần xóa lại cái thư mục này đi thôi các bạn, như vậy là ok rồi. Rồi thì video mình chia sẻ ở đây thôi. Nếu như các bạn thấy hay mà bổ ích thì ấn nút like đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.